Kể từ khi mà Xiaomi làm ra quá nhiều sản phẩm thì mình cũng không có gì là bất ngờ bởi vì cái việc mắn đẻ của Xiaomi cả. Thế nhưng mình thấy thực sự rất là bất ngờ bởi vì cái chiếc Xiaomi Redmi S2 này không biết là nó sinh ra trên thị trường để làm gì. Là một chiếc điện thoại chuyên về selfie, Xiaomi đã từng làm với chiếc Xiaomi Redmi Note 5 Prime. Tuy nhiên thì nó không thành công một chút nào và nó không đón nhận được sự hứng của người dùng. Bởi vì những chiếc ví dụ Redmi 5 Plus này tốt hơn, bây giờ chúng ta có chiếc Redmi Note 5 quá là bá đạo rồi. Thế thì tại sao Xiaomi lại bán ra chiếc Redmi S2 này? Và thực sự các bạn có nên mua chiếc điện thoại này hay không? Thì bây giờ sẽ là những chia sẻ từ bản thân mình. Bắt đầu nhá! Trước khi bắt đầu vào video thì đây đều là những quan điểm cá nhân của mình mà thôi. Và mình sẽ không so sánh chiếc điện thoại này với bất cứ một cái tên tuổi nào khác. Chỉ nói về những cái sản phẩm trong giải sản phẩm của Xiaomi mà thôi. Nên chúng ta sẽ bắt đầu với thứ đầu tiên. Đấy chính là cái mức giá. Giá niêm yết của thị trường Việt Nam đấy là 3.990. Nhưng khi các bạn mua tại 7S thì bây giờ mức giá đâu đó còn khoảng tầm 3.650.000. Thì đây là một cái mức giá rất tốt cho một thiết bị với thiết kế hoàn thiện tốt. Có dual camera này. Và chúng ta cũng có chip khá mạnh, đấy là Snapdragon 625. Thì với cái 625 3GB và dual camera thì nó cũng gọi là xứng đáng ở cái tầm giá khoảng chỉ tầm 3 triệu 6 như vậy rồi. Thì cũng không có gì bàn cãi đến. Tuy nhiên thì nếu như so sánh với anh em đồng đội nhà Xiaomi, chúng ta có chiếc Redmi 5 Plus, khi mà nó có thiết kế full kim loại cũng là Snapdragon 625 3GB, thì xét ở về mặt kim loại với cả nhựa như này thì hầu như mọi người ai sẽ thích kim loại hơn. Và chỉ cái nữa là với chiếc Redmi 5 Plus thì nó còn có cái màn hình với độ phân giải là Full HD cộng. Cái sản phẩm này nó chỉ có độ phân giải là HD cộng mà thôi. Thế nên lại thêm một lý do nữa khiến cho Redmi 5 Plus vẫn cứ gọi là ăn điểm hơn so với sản phẩm này. Tiếp theo là đến cái phần màn hình này 6 inch. Thì như mình vừa nói là so sánh về màn hình thì chúng ta có một đối thủ khác của nó trong cùng họ nhà Xiaomi, đấy là Redmi 5 Plus. Tại vì Redmi 5 Plus ok hơn. Vấn đề tiếp theo là pin. Cái sản phẩm này có dung lượng pin là 3080 mAh. Đồng ý là chỉ gánh màn hình HD rồi là gánh con chip Snapdragon 625 thì không có tốn quá nhiều pin, thì thời lượng pin của nó vẫn ok. Nhưng nếu như so sánh với cái chiếc Redmi 5 Plus, định mệnh lại Redmi 5 Plus, thì Redmi 5 Plus pin nó tầm 4000 mAh hay là 4100 gì đó. Đương nhiên là hơn nhiều so với 3080. Cứ cho rằng là màn hình này HD, thời lượng pin sử dụng thực tế của nó thì không thua nhiều so với Redmi 5 Plus. Nhưng nó thua thì vẫn là nó thua, và Redmi 5 Plus vẫn sẽ cho trải nghiệm ok hơn. Thế thì tại sao người ta nên quan tâm đến chiếc Redmi S2 này? Nó chỉ đến từ camera mà thôi. Chúng ta sẽ có một camera selfie với độ phân giải là 16 megapixel và cái khả năng làm đẹp và chụp hình của nó thực sự rất tốt trong cái tầm giá là khoảng tầm 3 triệu rưỡi như thế này. Và có thể nói là nó vô đối trong phân khúc này luôn. Khi mà chụp hình selfie rất tốt, chúng ta có thêm cả phần ảo hóa, chụp hình xóa phông, depth effect này, hay các bạn có những cái chế độ làm đẹp ở đây, nâng cao ở đây, các bạn có thể làm gọn cằm này, mắt to ra, mặt trắng hơn, hay là mịn da hơn, mịn cái nhiều da em bé luôn. Và chúng ta sẽ có từng cái cấp độ ở đây. Khá đáng tiếc khi chúng ta không có chế độ auto là AI ấy, nhưng mà thôi không sao, trải nghiệm vẫn là ok. Hay là chúng ta sẽ có một cái camera chính với hệ thống hai ống kính để giúp các bạn chụp hình xóa phông rất là diệu. Và camera chính là cái thứ mà Redmi S2 nó hơn đứt so với là Redmi 5 Plus. Thế nên chúng ta sẽ có một cái trường phái rất là khác. Đấy là gì? Đấy là nếu như bạn cần một thiết bị của Xiaomi chạy MIUI nhiều tùy biến, nhiều thứ vui vẻ, nhưng lại muốn có một cái camera selfie tốt hơn, một cái camera chụp đẹp hơn trong tầm giá chỉ có hơn 3 triệu như thế này, thì đây sẽ là một sự lựa chọn đáng để các bạn thay thế cho chiếc Redmi 5 Plus. Tại vì sao? Tại vì Redmi 5 Plus bị các bạn chê về camera là quá trời quá đất, chê quá là nhiều luôn, chụp thì như nồng như thì bây giờ chúng ta đã có Redmi S2. Nhưng mà các bạn lại phải đánh đổi, đấy là gì? Đấy là có màn hình xấu hơn, có pin kém hơn để cân bằng lại cái mức giá của nó. Tại vì nếu như với Redmi S2 nó đắt thêm một chút xíu nữa, ví dụ lên tầm khoảng 4 triệu 3, 4 triệu 4 đi, thì lại đụng chạm vào chiếc Xiaomi Redmi Note 5. Và nếu như so sánh như thế thì Redmi S2 kể cả lên màn hình Full HD, thiết kế kim loại, dual camera, chứ như thế thì mua mẹ Redmi Note 5 chứ còn gì nữa. Tại Redmi Note 5 có Snapdragon 636, ngon hơn, đã hơn, nhanh hơn, mượt hơn. Đó. Thế nên là Xiaomi đã tạo ra cho các bạn một cái bài toán khó. Mình biết là hầu như những bạn mà thích Xiaomi thì đều thích một thiết bị với cấu hình cao và giá rẻ. Nhưng nếu như phải đánh đổi giữa một thiết bị với màn hình đẹp hơn, pin tốt hơn để đổi lại lấy một thiết bị với camera tốt hơn, thì các bạn có đánh đổi hay không khi mà những sản phẩm này có cái mức giá sàn sàn nhau? Và hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở comment phía bên dưới để xem với chiếc Redmi S2 này thì các bạn có chấp nhận nó hay không nhá. Hay là các bạn sẽ lựa chọn chiếc Redmi 5 Plus? Comment luôn chia sẻ ý kiến ở bên dưới nhá. Và đừng quên là Redmi S2 đang có mức giá rất tốt tại 7S. Mình thì mình sẽ lựa chọn Redmi 5 Plus tại vì màn hình nó đẹp hơn. Còn các bạn thì sao? Hi hi. Ok, video của mình xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.